để phản đối luật an ninh mạng. Trong tuần qua, vợ chồng đối tiếp tục kêu ca rằng Facebook đã thỏa hiệp với luật an ninh mạng để bịt miệng họ. Cùng lúc đó, nhóm HeyGen tiếp tục kêu gọi cộng đồng thực hiện hai hoạt động phản đối luật an ninh mạng là trò chơi thử thách cứu nét và thành lập nhóm dịch các tài liệu về tự do ngôn luận trên Wikipedia. Trong chủ đề thứ nhất, ngày 29 tháng 9 năm 2018, ba đối tượng chống đối là Hoàng Dũng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoài Anh đã trả lời đài BBC tiếng Việt rằng có khả năng Facebook đã thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để bịt miệng họ. Mỗi người trong số này bị gỡ bài hoặc khóa trang Facebook theo một phương thức khác nhau, tất cả đều dựa trên các điều khoản dịch vụ của Facebook. Cụ thể, Hoàng Dũng thường bị report vì đăng tải các thông tin cá nhân có tính riêng tư của người khác. Lê Hoài Anh bị ba người ngoài Friendlist đưa làm admin của trang Facebook chuyên đăng ảnh ấu dâm rồi report với Facebook để họ xử lý. Nguyễn Anh Tuấn cho biết có người đã hack tài khoản Facebook của một ca sĩ cùng tên với Tuấn, đăng lên đó một bức ảnh do chính Tuấn chụp, rồi tố Tuấn giả mạo ca sĩ đó. Trong cuộc phỏng vấn, Lê Hoài Anh cho biết bà đã vận động chính giới nước ngoài phản đối luật an ninh mạng. Cụ thể, bà từng nhờ nhiều người bạn bên Mỹ soạn lá thư gửi thượng nghị sĩ Marco Rubio trước khi giám đốc Facebook Sheryl Sandberg ra điều trần trước Thượng viện vào ngày 5 tháng 9. Ngày 24 tháng 9, bà tiếp tục viết một lá thư khác gửi đến văn phòng của ông Rubio. Trong chủ đề thứ hai, ngày 2 tháng 9, trang HeyGen kêu gọi độc giả thực hiện trò chơi thử thách cứu nét rồi quay clip đăng lên mạng. Theo đó, người chơi sẽ vừa chu mô để giữ một tờ giấy ghi chữ save net không bị rơi xuống, vừa giơ tay lên đầu để tạo hình con mắt, rồi thi xem ai giữ tư thế ngớ ngẩn này được lâu hơn. Người chơi cũng phải đăng video lên Facebook và thách ít nhất 3 người bạn tham gia trò chơi này. Hiện nay, clip kêu gọi mới chỉ có 559 lượt view và 15 lượt like, vì Ngọc Diệp, thành viên nhóm HeyGen liên tục share lời kêu gọi này lên 4 group Facebook. Có thể thấy người phát động nó là Diệp. Ngày 4 tháng 9, Diệp đăng lên Facebook cá nhân một video quay cảnh mình chu mỏ giữ chữ SaveNet và thách 18 người bạn làm theo. Những người này gồm 3 thành phần: các thành viên nhóm HeyGen và luật khoa tạp chí, các nghệ sĩ hậu hiện đại và có hoạt động tuyên truyền chống chế độ, và các nhà hoạt động NGO có liên quan đến khóa học mùa thu về phát triển của IC. Dù video này được 93 like, 18 người bị thách chưa làm theo trò chơi của Diệp. Ngày 3 tháng 9, HeyGen kêu gọi độc giả tham gia nhóm dịch Wiki SayNet. Nhóm này chuyên dịch các tài liệu về tự do ngôn luận để đăng kênh Wikipedia. Nhóm này chuyên dịch các tài liệu về tự do ngôn luận để đăng lên Wikipedia. Ở phần comment, HeyGen cho biết đã có người đăng ký tham gia nhóm dịch. Như vậy, ngoài việc tuyên truyền chống luật an ninh mạng và quảng bá cho tín điều tự do ngôn luận của phương Tây, các hoạt động vừa nêu còn giúp nhóm HeyGen xây dựng lực lượng. Phong trào đòi quyền tự do ngôn luận của nhóm HeyGen khiến chúng tôi nhớ đến một câu nói của nhà báo Mỹ Peter Barker: quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Ở các nước Âu, Âu Mỹ, quyền tự do ngôn luận phải gắn với các nguyên tắc chuẩn mực về nghiệp vụ báo chí và đạo đức truyền thông. Chẳng hạn, theo luật pháp Đức, thì việc đăng tải lên Internet các nội dung phỉ báng tổng thống, phỉ báng nhà nước, phỉ báng tôn giáo và các nội dung có tác động phá hoại trật tự công cộng, kích động thù hận, bị cho là phạm tội hình sự. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Đức còn ban hành đạo luật chế tài mạng cho phép chính phủ yêu cầu các mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung trái luật nêu trên nếu không muốn bị phạt số tiền lên đến 50 triệu euro. Vì vậy, thay vì chỉ dịch các tài liệu tuyên truyền về quyền tự do ngôn luận, rồi quảng bá chúng bằng các trò chơi thiểu năng, nhóm HeyGen nên dạy lại cách làm truyền thông cho một phong trào chống cộng chuyên đưa tin đồn, tin sai sự thật, tin kích động hận thù và bạo lực.